kính chào quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc đã truy cập vào kênh của Tị Audio, một kênh chuyên cung cấp thiết bị âm thanh hàng bãi, cục đẩy, crowd, marketing, hàng bãi về từ Mỹ. Vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu xin vui lòng liên hệ theo số 0975600005. Rất vui được sự ủng hộ của quý vị và các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới, đồng thời chia sẻ với bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị thân mến, trước gặp mặt quý vị là một cục đẩy Crown Marketing 2402. Cục đẩy này nó được ra đời sau đời 2400. Quý vị thân mến, vậy nó được cải tiến những gì? Xin mời quý vị cùng tôi, chúng ta cùng xem và nhận thức đánh giá về sản phẩm. Vâng, quý vị thân mến, cục đẩy 2402 này nó được nâng cấp và được cải tiến lên rất nhiều so với 2400. Nó được chạy với 10 tụ lọc nguồn, mỗi bên là 5 tụ, gồm hai cục nguồn. Hàng còn rất đẹp, long lanh trên 90%. Tất cả mo mạch và máy móc linh kiện bộ lòng tất cả đều được mới mẻ và sạch sẽ. Đây là bộ bo mạch phích đại, đây là bộ bo mạch chuyển các tín hiệu đầu vào, nó được cải tiến rất nhiều cho nên nhìn nó rất là hiện đại và đẹp. Xin quý vị chúng ta cùng xem và đánh giá về sản phẩm. Vâng, tất cả các dòng đẩy ở bên Tị Audio cung cấp hoàn toàn được sách về từ Mỹ, hàng bãi của Mỹ, tất cả đều được chạy điện 120V. Vâng, nó được chạy với 24 sò vương miện. 24 sò vương miện. Vâng, mời quý vị chúng ta cùng xem ở đằng sau của nó. Đây là phía sau của sản phẩm. Nó được thiết kế hai đầu vào jack canon và hai đầu ra cũng jack canon. Nếu quý vị nào đang dùng jack canon thì chúng ta có thể tiện sử dụng luôn mà không cần phải mua thêm. Và nếu quý vị nào không có jack canon, chúng ta có thể đấu trực tiếp từ hai cầu này. Vâng. Đây. Đây nó được cải tiến bốn lỗ vuông này. Bốn lỗ này chúng ta có thể, những quý vị nào dành sử dụng về nó, chúng ta có thể dùng nó để cài đặt. Chẳng hạn như quý vị nào thích nghe nhiều về chép, hoặc thích nghe nhiều về tiếng bass, hoặc thích nghe nhiều về tiếng mic, chúng ta có thể dùng cài đặt nó ngay tại ở đây cũng được. Thế còn nếu như quý vị nào chúng ta chưa quen sử dụng với cái chức năng này thì chúng ta không cần phải động đến nó, mà chúng ta cứ cắm vào là chúng ta nghe, cứ tiến dẫn âm thanh vào là chúng ta nghe và chúng ta sẽ điều chỉnh trên vang số. Vâng, đây là nhãn mác của em nó. Vâng, quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở mặt sau. Vâng, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục xem mặt sau. Đây là những bo mạch ở phía sau của sản phẩm. Vâng, rất đẹp phải không quý vị? Những quý vị nào đã tin tưởng và sử dụng với dòng đáy này, đã tin tưởng để sử dụng những sản phẩm của bên Tị Audio, xin quý vị vui lòng liên hệ theo số 0975
0900 005. Quý vị thân mến, quý vị đã mua sắm những cặp loa quý phái, sang trọng, đẳng cấp, nhưng quý vị không sắm cho mình một cục đẩy xứng tầm thì không bao giờ ra hết được âm thanh mà quý vị cần có. Vậy muốn ra hết được âm thanh mà quý vị cần có thì chúng ta phải thế nào? Chúng ta nên tham khảo và nên quan tâm đến sản phẩm đẩy Crown Macrotech. Đây là dòng đẩy được các chuyên gia thế giới đánh giá là đẳng cấp nhất trên thế giới, và nó có thể chịu đòn tốt và có thể đánh với nhiều những cặp loa khác nhau mà chất âm rất là sạch sẽ. Độ bền của nó thì rất là bền. Nếu quý vị dùng trong gia đình mà mình có thể giữ gìn được nó, có thể 15 năm, 20 năm chúng ta vẫn cứ có một sản phẩm tốt để chúng ta dùng. Chứ không như những các mặt hàng trôi nổi trên thị trường, nó chẳng hạn mặt hàng nhập từ Trung Quốc hay là gì thì về mình chỉ dùng 2 năm, 3 năm là tự nhiên nó xuống cấp, rồi chất âm nó khác, nghe nó không hay, rồi quý vị mang đi bán cũng không ai mua. Đấy. Mà để thì nó chặt nhà. Nhưng riêng đã sử dụng đến dòng đẩy này thì quý vị cứ yên tâm, quý vị có thể dùng 5-7 năm, quý vị không thích, quý vị nâng đời. Đấy. Quý vị mang ra bán thanh lý cho người thợ hay bán cho một người nào đó tiêu dùng, người ta vẫn sẵn sàng lúc nào cũng đón nhận để được dùng các cái sản phẩm có thương hiệu và quý phái của thế giới, được cái sự đẳng cấp mà nhiều người hâm mộ. Những quý vị nào đã sử dụng của sản phẩm của Tỷ Audio, sau này quý vị muốn nâng lên những cục đẩy to hơn, lớn hơn, công suất mạnh hơn thì quý vị có thể liên hệ lại với Tỷ Audio. Tỷ Audio sẽ nhận lại toàn bộ những sản phẩm của mình bán ra. Tỷ Audio sẽ sẵn sàng thâu lại để hỗ trợ cho quý vị. Vâng. Tất cả chúng ta đã cùng xem và đánh giá. Vậy bây giờ Tỷ Audio xin phép được ngừng clip tại đây. Xin quý vị cho ý kiến đóng góp về sản phẩm xấu hay đẹp, xin hãy comment ở phía dưới video. Vâng, tất cả là sản phẩm được chạy với nguồn điện là 120V. Thôi, kính chào quý vị và các bạn. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu xin vui lòng liên hệ theo số 0975 600 005 để có được một sản phẩm tốt nhất và tin tưởng nhất. Giá cả thì rất là hợp lý, tình yêu. Thì quý vị cứ yên tâm, không sợ là sản phẩm không uy tín hoặc sản phẩm không chất lượng mà giá cả thì lại quá đẹp. Đấy. Nên quý vị không có sợ vấn đề đó. Riêng Tỷ Audio cung cấp những sản phẩm đẹp nhưng giá thì cũng bình dân thôi, không giá không quá đẹp đâu, nên quý vị cứ yên tâm. Nếu quý vị nào quan tâm xin cứ liên hệ với Tỷ Audio để biết chi tiết và sản phẩm. Vâng, thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo.